ហេឡូសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គាត់ជិះចង់ឡើងថាបន្ទប់ខ្ញុំដល់ណាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺ yes គឺខ្ញុំកំពុងរៀបចំបិទអាប៉ុងអនេះនេះប៉ុងអស្អីណាអាប៉ុងសម្រាប់បិទស្តូឌីយោអមកុំឲ្យកុំឲ្យសលេងវាអខ្ទោគឺយើងកំពុងបិទបឋមទៀតព្រោះខ្ញុំចង់អាព្រោះអានេះគឺខ្ញុំបន្ទប់ខ្ញុំគឺមានកញ្ចក់វា2តង់អញ្ចឹងអញ្ចឹងវា2តង់ខ្ញុំបិទអញ្ចឹងទាំងអស់ឥឡូវយើងកំពុងបត់ទៅលើអញ្ចឹងហើយទីទៀតគឺខ្ញុំនឹងចាប់ទួលនៅកន្លែងនេះសម្រាប់ដាក់ជាមួយ PS4 ជាមួយនឹង connector កាន computer របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនៅកន្លែងនេះព្រោះហើយយើងនឹងមានកាមបំពាក់ទៅលើអាភ្លើងអា RGB របស់ខ្ញុំដាក់ជុំវិញហ្នឹងហើយjust គឺឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងសិនដោយកំពុងតែវាស់ម៉ាត់វាស់អីដើម្បីរៀបចំកាត់អាប៉ុងដើម្បីបត់វាបត់ជុំវិញហ្នឹងហើយទីទៀតខ្ញុំមកថតដល់អស់មើលពេលដែលយើងរៀបហើយព្រោះនៅណោប្រកបប្រចង់នឹងតាក់ទងជាមួយរូមធัวខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់មានអីធ្វើក្រៅពីរៀបធ្វើ vlog អូសម្រាប់ការងារហ្នឹងឯងហ្នឹងហ្នឹងឯងនៅឯសានៅតាមពាក់ហោផ្លៃវានេះហើយឥឡូវនេះគឺជំហានបន្ទាប់យើងបាត់ដំណាំហើយគឺយើងត្រូវស្វានដាក់ទួតែលើទី1ខ្ញុំមិនបានស្វានទេលើទី1ខ្ញុំស្វានហ៎ព្រោះប៉ាកនៅធ្វើលំអែងទៅហើយយើងបានអូគុំបង្កាយប្រកាន់ខ្ញុំមានកំភ្លើងមួយស្វានព្រោះឥឡូវខ្ញុំបានគូសវាហើយខ្ញុំវាផ្លាមគូសហើយអញ្ចឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺតាមណាដល់ព្រឹងមកអីហុយទៅទៅអត់បានជិះជិះចាក់កាទៅវិញទៅចុយ Holy shit I feel Oh មានឈប់ទៅប៉ុណ្ណោះដៃយកយកឲ្យចេញសិនណាអមសាយឆើណោះដាក់មកល្មមកុំឯងអូ
ngon 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 xua đây ở như nhóm ban chập tủ tủ nâng hai ấy khởi nhé còn là tha ở xe bên đây hiện là nhà anh tích pô nhưng mà sao chuyển đến to phương mà này chấm nhưng mà ở free phương là thông hay đạn được khổng sờ lóng sần pô này là PS4 tự nhiên pa nhưng mà hai gì ngày sai ấy còn này còn chui nhóm pô nhưng mà sao chuyển đến hàng to phương chấm pa còn chui to và hai chuyển đạn free này cái loại này về môi có hột đặc sản tới khỏi chém mỏng cứ span chém tới khỏi những hột đặc sản tới khang khỏi chém mỏng qua bên nhà này này chào bây giờ nhóm bạn xem nhóm bên này cứ ở cả bật bong là sử dụng nó bị toàn sát đấy nhóm lời thời clean bị bật than biết chờ bỏ ha hay đã tụt tụt nằng xem mẹ ngay nằng tháng này cứ tập cùng tờ bao nhóm yes chẳng bật tụt nhóm bên này cứ ai nhỉ bạn hai 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 sập bị rồi đó là nhóm lời khoa hay gì đó tim mũi cứ khoa bị đán hay bị đán nó khai khỏi nhóm chặn nhóm hiểu vậy nhóm bong họ mượn nắp để cua nó với khai khỏi nhóm đại nơi là phương RGB đã tam à các em đẹp chung với nhỉ tự nhiên bạn phương RGB thả các em đẹp của lớn chứ dân mình làm bốn em mua cửa bốn ấy nắng từ một hai giờ chiếc này rất lâu lâu ba chỉ khoản p để nhóm ba trên rất hơi ạ là gì chẳng mưa nhóm tục p để nhóm đạp cho miếng nhóm ở dưới nó nhóm ba và nắng tới cứ dân ai ở chia cho mỗi nó cho miếng má đôi đều nằm ở băng khuyên sạp chứng dạ hay nơi là tam kiên kiên này và tốt nhóm cứ thoảng ha speaker bao nhiêu cứ nhóm chặt nơi ta mà thằng lơ cái cây này bốn chuồng này kha mà cây nhé mà khó mà cây nhé mà khó bên ta bên nơi lơ bị đàn mượt khơi gì chẳng là nó nhóm chọn khơi chỉ là này bài sản sau này về lưu chung với tiền nhóm bài speaker nhóm tới về lưu bọc chung với nhóm phù thì biết nhóm tờ lẽ mà không khổ bên nhóm thưa bị đàn mới hỏi nhóm tờ lẽ nó mà khổ mà phù nơi không ai chỉ biết không ai chọn là lớn ai nhỉ bán hai trăm mà bán hai triệu rồi nên nó một tốt nhóm mày đôi giờ bán khơi sẹp chẳng hay khả năng tập cùng tơ bao nhóm nơi sao là tu nhưng thời clear tu luôn cho nhiệt của lớn bên này cho nhưng thời của tu luôn cứ nhưng tục đạn nôm đại được co họp được ấy hay được hồi ấy nè yes to thành chấm đến giờ vậy nó mang cái sẹm chân cứ ở ban vậy tứ khả năng về nó cứ bật tục nhóm xem mẹ game vậy tứ cứ bật tục nhóm cứ lại là xì nhóm phơ mẹ game minh sót đây cứ nhóm đi làm cho mồi nè xem mẹ còn lại sát cho miếng còn lại nhóm phơ ca hai nâng yes cứ cả lại nhâm lên kèm vậy đó phần tốt cũng cứ nhâm focus từ lời kèm mình luôn chọn chừng đưa nhâm ăn khuyên dẹp chấm hay bật cái tới quyết tâm là hát sao thì rối hay à vậy giờ nhâm miên nó không phần tốt mà nó cứ rất là chơi trầm nổ để nhâm ban mau bị kèm rồi cứ sam sao thì rối nên trầm nổ nhâm ban mau bị kèm bây giờ đây bay chín năm rồi xem mẹ ba gít bật phát chỉ mình là xôi nhâm đang tha phần tốt vừa tổng nó một hai ao và hai mạng vậy đó cứ chất thèm phồn ba dương vậy bây giờ sẽ xử lý nó không phần tốt lắm nhưng mà bộ mũi cùng tơ bao nhiêu mày cổ bộ cùng tơ bao nhiêu mà lỡ gọt toàn khục về chẳng cứ tha ví dụ cô xong trở này hay bà nhôm vậy thì cứ xem mẹ và tốt mới đó cứ biết nó qua ở đi từ nhóm ban thẹp môn nên chẳng cứ biết qua lương OGB qua ca để qua từ lửa ở pi đan hàng lứa hay nhóm trang hiệp để qua một chiếc cứ để qua nơi thằng khổm ất cứ và hai giờ thời đại của mẹ chứ này còn mai bia bên đây bên ấy chẳng phủ bây giờ xa lại mau bây giờ pi đan nữa nè chẳng thì tiếc nhóm thời để qua bị đan sao mấy bị đan hàng lớn và hai thời do là việc lẽ là nè phơi bát ở phong hồ nấc hai thời phơi bát này của những trang phơi play mình phơi đôi bị đan thò mà đá nè và hai thời phơi ở bay cái loại giải minh luôn bay nó thằng lớn chẳng đời hai cái chọn nó cứ nhóm thời clear mà long tiệt hồ cái chọn nó ngơ toàn xa đi ở quấy giải minh lời nó cứ cái chọn nó cứ thời bán bật là scott player mơ với hàng khẻ bạn khơi chẳng nhóm thời gọi bị thi ấy là mấy chân này bia mưa tôi fly chan thiệt nhóm và hai cái thời phơi banner ở bát biển nhóm châu chất đưa môi ở phơi banner nó bị flash vị ấy chứ làm mấy bật từ ở chung với nhau hai nhóm và hai cái thời tinh ở cái đá khiên lạ lại nha mới làm mấy tục nọt nơi cang như là nhóm thời phơi của lớn như việc mà đá khiên là xa tại level chọn chẳng nhưng fly click của những thời hiệp schedule là xa lại những cái miên ở meeting chọn trên được khéo chụp siêu chụp ấy chọn tại đâu mà ghé mình nhá cho những thời miên ở là khiến schedule trăm ngay của này nuôi bằng những cái tưởng nó cứ sẽ để xa này ngọt như ngọt phần thái việt con xa đây phù chứ mà nhưng mà xây trang cư ở room thua nó để xa tại mình là sụn mỏng bơ nhưng chờ phù nhưng thua toàn hay nhưng mà toàn hiện thua mà anh phù nhưng trong
ខ្ញុំចង់ឲ្យពេលវេលាបាន 100% complete ខ្ញុំចេញវីដេអូមកដោយសារមានអ្នកទាំងអស់នេះគឺសួរខ្ញុំច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅគឺសំណពដែលស្វាយគឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើប៉ុណ្្នឹងសិនអាហ្នឹងចាប់ទុកថា 50% អ្វីខ្ញុំនៅខ្វះគឺនៅសល់មួយម្ដងទៀតអញ្ចឹងបាយបងនិយាយពី budget ដែលខ្ញុំត្រូវការបន្តទៀតគឺតែខ្ទង់10000ទៀត10000ជើងទៀតដើម្បីចំណាយទៅលើអាក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងព្រោះនៅខ្វះមូនទ័រ3ខ្ញុំត្រូវដូរមូនទ័រអស់ត្រូវជ្រុលណាស់ព្រោះដូរតែដូរដល់3មកយក3ហ្នឹងចាប់ជាប់ជាងហើយត្រូវធៀបខ្សែភ្លើងសាក់ថ្មីក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងដោយសារវាមានភាពអញ្ញែងបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ clear ប្រព័ន្ធ network ត្រូវ clear speaker សាក់ថ្មីព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើជាលក្ខណៈស្រោម sound នៅជុំវិញបន្ទប់ហ្មងព្រោះពេលដែលយើងស្តាប់ជំនាញសាប់អីទៅឬមើលទៅពេលដែលយើងលេងហ្គេមអីលក្ខណៈគឺជា GTA 5អីចឹងមិនជាលក្ខណៈ FPS ហ្គេមគឺត្រូវចាំបាច់មានពួកអាហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវតអាខ្សែទូទួលនេះចូលទៅកុំព្យូទ័រមួយទៀតព្រោះខ្ញុំអាច swap ជាមួយនឹង PS4 បានហើយនឹងនេះបានទីទៀតខ្ញុំទិញអីសម្បក1មួយទៀតនិយាយទៀតអាចទៅប្រភេទនេះគឺខ្ញុំទិញអស់ណាស់ហើយខ្ញុំត្រូវការរបស់ខ្ញុំចាំបាច់ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកចង់រៀបចំចង់អីគឺបាច់កុំធ្វើតាមខ្ញុំវាអស់លុយច្រើនព្រោះខ្ញុំធ្វើម្ដងបន្តិចម្ដងតិចអស់លុយច្រើនដោយសារខ្ញុំអត់ធ្វើមានលុយអញ្ចឹងខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវធ្វើមួយខែខ្ញុំធ្វើបន្តិចមួយខែខ្ញុំធ្វើបន្តិចព្រោះអត់មាននេះគ្រប់គ្រាន់ព្រោះសិតតែខ្លួនឯងធ្វើហ្នឹងអស់ហើយត្រូវជួយគ្រួសារជួយអីតែអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំអត់អាចចំណាយលើហ្នឹងបានអស់ទេខ្ញុំបានធំតកឹបបន្តិចយកមកធ្វើលើហ្នឹងព្រោះហ្នឹងវាជារបស់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំក៏វាសួរខ្ញុំវាឆ្ងល់ខ្ញុំហេតុអីបានជាខ្ញុំអត់ទិញរបស់ព្រោះវាអត់ចូលចិត្តដូររបស់ព្រោះវារបស់ដូរអីបុកលើហ្នឹងខ្លាំងមែនមកវិញខ្ញុំស្រឡាញ់វាសួរខ្ញុំមិនបាញ់ខ្ញុំអត់ទិញណាទិញអីដោយសារមកវិញខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងនេះច្រើនជាងព្រោះណាមួយទៅខ្ញុំទិញណាក៏ខ្ញុំអត់មានលុយចាក់សាំងមានអីដែរហើយអ្វីខ្ញុំចង់បានគឺលើខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ទៅប៉ុណ្ណាព្រោះហ្នឹងវាជាគោលរបស់ខ្ញុំតាំងពីតូចមកអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមុន25ឆ្នាំខ្ញុំជោគជ័យបានកាន់តែច្រើនព្រោះឥឡូវខ្ញុំតែ22ខ្ញុំមានពេល3ឆ្នាំទៀតមុននឹងខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំមិនមែនថានេះអីគឺបោះខ្ញុំវាធំតិចទេខ្ញុំធ្វើមិនខ្មិចឲ្យមុន25ឆ្នាំខ្ញុំធ្វើ gaming community បានមួយគឺផ្ដល់ការងារផ្ដល់អីសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជួយចិត្តលេង game ជួយអីចឹងណាតែខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំធ្វើបានអត់ទេខ្ញុំសល់ពេល3ឆ្នាំទៀតដើម្បី complete ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់បោះបង់វាទោះបីជាខ្ញុំត្រូវបរាជ័យទោះបីជាខ្ញុំមានបញ្ហាអីក៏ខ្ញុំអត់បោះបង់អាហ្នឹងចោលព្រោះអាហ្នឹងវាសុទ្ធខ្ញុំស្រឡាញ់តាំងពីក្មេងមកហើយអញ្ចឹងវាជាគោលបំណងក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំហើយក្នុងបន្ទប់នឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេនេះនេះស្វាងរបស់ហ្នឹងគឺមានតម្លៃសម្រាប់ខ្ញុំជាងគេព្រោះម៉ាក់ខ្ញុំក៏បានធ្វើឲ្យខ្ញុំបាច់ស្ទាល់ដៃខ្ញុំដាក់តាំងបន្ទប់ហ្នឹងយ៉ាអានឹងគឺសំមានម្លាយចឹងតែខ្ញុំដល់នៅកន្លែងដាក់តាំងឃើញកំពុងរៀបចំទទួលហើយអស់សិនហើយខ្ញុំមានឥឡូវខ្ញុំទទួលបានអាបោកទឹកថ្មីមួយទៀតគាត់ទិញខ្ញុំបោកទឹកនេះវាស្រួលផងណាយើងអាចដាក់ទឹកវាបានដូចជា2ដងម៉ោងអស់សម្រាប់ឯងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចចាក់ទៅព្រោះចាក់អីផឹកបានរហូតពេលយើងឡើងលេងហ្គេមពួកយើងឡើងលេងហ្គេមយើងនិយាយអត់ទេយើងមានយ៉ាងមួយដែរអ៊ីនទីចឹងគឺយើងត្រូវការប្រភេទពួក energy drink ហ្នឹងដើម្បីកាត់បន្ថយអាហិភាពមួយដែរហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពួក energy drink ដើម្បី burn ហើយណាឲ្យ power ខ្ញុំមានរហូតចឹងណាយ៉ាអញ្ចឹង video ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូចដែលបានឃើញចាប់ចឹងពួកឡើយហ្នឹងគឺខ្ញុំមានភ្លើងភ្លើងសម្រាប់ studio ដែលខ្ញុំថតហ្នឹងហើយភ្លើងនេះភ្លើងអំពូលនេះហើយភ្លើង RGB កំពុងរៀបចំបាយខាងនេះវាចប់លឿង RGB ពត់ជាមួយបន្ទប់ហ្នឹងហើយហើយនៅខ្វះ monitor ខ្វះច្រើនទៀតដូចតែបានប្រាប់មុនហ្នឹងចុះអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយមានបន្តិចយោបល់អីឬមិនក៏មានសំណួរចង់សួរខ្ញុំអាចខមមិនក្នុងខមមិនបាយបាយ